Người đàn ông này đang làm những chiếc bẫy thú rừng bằng dây phanh xe đạp, thứ đã nuôi sống cả gia đình anh. Người đàn ông này từng là thợ săn khét tiếng ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. So với bẫy làm từ cây rừng xưa kia, bẫy dây phanh xe đạp làm nhanh hơn, đỡ tốn công sức hơn và nhất là hiệu quả hơn rất nhiều. Trước thì là toàn là dùng bằng súng sắn này nè, kiểu sau này là càng ngày càng tiến tiến lên là cái dây phanh này, họ sản xuất cái dây phanh này ra làm bảy bằng dây phanh là nhiều mà rẻ. Cái bảy dây phanh này một cái có 1.000 thì mình mua khoảng 3-4 nghìn thì được 3-4 giấy thì mình là thành một cái bảy rồi. Hiệu quả nhất chỉ có đặt bảy thôi, còn sắn thì có những lúc là đi ăn chạy mất. Cái khu rừng cái cụ thể ra mà nếu mà họ sắn bắn bằng dung bằng sắn bắn là động vật không thể trùng nhiều. Vậy thì có những lúc là làm hàng nghìn cái một cái giống tầm khoảng 2-3 km đường rừng đặt bài của đó thì con chim hắn đi qua được. Bao đời nay, bản làng của anh sống dựa vào rừng. Từ bé, anh đã theo người lớn đi vào rừng nên sớm học được nhiều kinh nghiệm. Mùa đông sẽ là mùa săn bắt chính. Những loại thường bị săn bắt nhiều nhất là lợn rừng, chồn, khỉ, rùa, tê tê. Chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút, anh có thể làm xong một cái bẫy. Trước đây mỗi tháng, anh thường đi rừng 2 lần, mỗi lần đi khoảng 10 ngày. Thu nhập mỗi tháng như vậy khoảng 3 triệu đồng. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, số tiền đó đảm bảo cho gia đình anh một cuộc sống dư giả. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Tôi là mạnh nhất là kia con khỉ nó bắt bảy á. Mình đi bắn săn bắn cùng cái khỉ nữa là hắn hái ám ảnh mình. Cái con khỉ ấy, cái loài này thì mặn cái con người ấy, mình bắn xuống một cái là hắn khóc hắn thẹt rồi cứ lấy cái tay hắn cứ lên chui cái nước mắt ra này thì như kiểu người ấy. Anh cũng đã bị ám ảnh rồi mà đi không dám bắn không dám săn cái loài nữa, cứ ngủ cứ mơ đến cái con mình bắn xuống ấy. Hắn không ngon cái giấc ngủ á, kiểu đến khi mình giật một phát rồi là cái tình kiểu mơ mơ mang mang rồi đó. Cũng bị 2 năm.